Ngon quá. Béo quá. Béo thơm cái mùi sa kê phải không? Nho ngọt quá. Ngon không? Mẹ ơi, nay mình làm món gì nó mới lạ gì mẹ, hay là mình làm sữa chua sake coi bữa nay sao. Mình sáng tạo món mới à? Rồi, bắt đầu. Rồi. Hôm nay được chị ở sớm cho trái sake nha. Bây giờ mình sắc 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 như để mình đem chân cách thủy. Rồi sau khi hấp chín rồi giờ mình để vô máy sinh tố mình xay nha các bạn. Đấy. Rồi kế tiếp mình cho miếng sữa tươi vào nha. Mình để sake vô trước nha, chán chán cái ly này đi. Đây miếng sake. Kế tiếp mình cho sữa chua vô luôn nha. Sữa chua vô luôn. Rồi sữa đặc luôn nha các bạn. Rồi sake luôn nha. Rồi đá vô luôn nha. Rồi lọc lên vài miếng sake nữa nha. Đây. Này sake mình sắc thành hạt lựu mình để lên cho nó đẹp nha các bạn. Dính. Rồi mình đã làm xong cái ly sữa chua sake nha các bạn. Rồi uống đi con. Con ly em ly. Mẹ ngon thử. Giờ uống thử coi. Có miếng chanh vô nữa thì nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi vớt miếng chanh rồi. Dắt cái miếng chanh vô đó uống nó sẽ ngon hơn đó con. Rồi dầm lên ăn thử coi. Ngon không? Dầm lên trộn lên á. Ừ nó sữa đặc với lại sake dưới á con phải trộn lên. Ngon không? Ngon quá. Béo quá. Béo thơm cái mùi sake phải không? Ngon ngọt quá. Ngon không? Chết rồi nó luôn hồng luôn rồi. Ngon quá luôn hồng rồi. Dầm dầm lên nó mới ngon. Rồi đặc biệt thơm ngon nha các bạn. Ngon quá. Sữa chua sake nha ngon các bạn. Mời các bạn nhé.